Vừa rồi em có nghe chị nói là chị có giúp một số bạn mà đủ điều kiện để đi qua bên Úc để làm việc với cái visa 482 á. Thì tất nhiên là chị đào tạo rất là nhiều bạn rồi. Chị đào tạo rồi chị biết bạn nào giỏi, bạn nào dở, bạn nào chịu khó. Thì bây giờ em hỏi chị á, tiêu chí gì để chị chọn? Tất nhiên bên Úc là chị người ta đang cần người rồi nha. Ở Việt Nam có tiêu chí gì để chị chọn những bạn đó đi qua Úc mà không chọn những bạn khác? Ví dụ trong lớp học có 20 người, công ty này yêu cầu có 5 người, sao chị chọn 5 người đó mà chị không chọn 15 người còn lại? À, chị lấy cái tiêu chí gì? 2 tháng vừa rồi đó là có những cái đơn vị bên Úc họ đang cần người. Thực ra họ tuyển dụng trên mạng rất nhiều, các bạn có thể tự nộp được trong mấy cái diễn đàn tuyển dụng nhân công nhân lực của Úc. Chị cũng không có nhớ hết, tại mấy đứa em nhân viên của chị họ tự họ họ làm cái việc đó. Còn cái chỗ mà chị có giới thiệu cho một bạn ở bên Queensland đó, là bản thân cái người chủ của tiệm bánh đó đó là họ về Việt Nam họ gặp chị. Ai muốn apply thì cứ trực tiếp apply vô rồi công ty nó phỏng vấn mà. Nghĩa là chị cho cơ hội để mấy bạn nộp hồ sơ để công ty đó họ họ kiểm tra hồ sơ giấy tờ và họ phỏng vấn trực tiếp. Chị không có chọn mà công ty kia nó sẽ chọn. À, các công ty mà tuyển dụng đó họ sẽ tự phỏng vấn để họ kiểm tra năng lực, không những về 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 kỹ năng nghề nghiệp, họ hỏi những kiến thức về trong ngành, họ còn hỏi về đạo đức, họ về về tính cách của cái người đó để xem đó, nếu như một trong những cái tiêu chí quan trọng nhất của làm bánh là nấu ăn á là kỹ năng. Sẽ có những đơn vị họ nói rằng là một cái chỗ nó kêu em bắt buộc phải tuyển cho được một đứa giỏi bánh thật sự đó chị Huyền, thì em phải kiểm tra hồ sơ. Còn cái ông kia nói là chỗ anh tuyển bánh mì Huyền không nhất thiết phải quá giỏi nhưng mà nó phải có đạo đức cho anh, cho nên khi mà em giới thiệu á thì em kiểm tra trước cho anh. Thằng đó nó không có biết quan tâm đến công việc mà nó cứ đứng này trong núi nọ, thái độ làm việc nó không tốt như vậy thì anh sẽ không nhận. Cái kỹ năng của nó mà có không giỏi lắm gì nữa đó thì anh vẫn đào tạo nó, học xong là phải thực tập nè, phải chịu khó làm để mình trau dồi cái kỹ năng làm việc của mình. Chứ đứa nào mà học xong rồi cứ lo lo đi chơi làm nghề khác đi kiếm tiền miết là rồi kêu à bây giờ em không có cách nào đi nước ngoài thì chị giúp em là không bao giờ làm được nha. Tại vì mình giúp các bạn thì sẽ gây hại cho cái người chủ bên kia, tại vì các bạn làm không được việc cho người ta, có phải là mình là cái người mà đã đưa một cái ứng viên không hoàn toàn không phù hợp cho cái người chủ bên kia không? Cho nên chị sẽ phải nói với là thái độ làm việc khi các bạn đi học, các bạn phải chịu khó, các bạn thể hiện cái gì, sự tôn trọng người khác, sự nỗ lực trong công việc học hành của mình, chăm chỉ siêng năng. Và ngay bản thân chị đã thấy một cái trường hợp mà nó là cách đây 2 3 ngày gì đó là người chủ gọi điện về cho chị còn hỏi lại một lần nữa. Những cái người bạn trong cái khóa học đó đó nói rằng cái người bạn này không đủ điều kiện, em thấy thế nào về cái người đó, tại sao em lại giới thiệu cho anh? Khi người ta phỏng vấn 1 tiếng đồng hồ xong họ được nhận, xong họ mừng vui hớn hở thì nói chuyện với chị thì chị cũng nói về chúc mừng em. Hai ba tuần sau là họ phải chuẩn bị nộp hồ sơ, thì những cái đứa học sinh khác ở trong cái group đó, trong khóa đó đó, nó lại là bà con cô bác của cái ông chủ đó, họ quay lại nói là cái thằng đó nó không đủ tư cách đâu. Nó quay lại nói là cái người đó không đủ tư cách, tại sao? Cái người đó đang hỗ trợ công việc của công ty chị mà họ thấy rằng là người này hết dịch đó. Ông chủ quay về hỏi chị là ngay sao mà mấy đứa nó nói vậy hả Huyền. Chị quay về nói thực ra là không phải nó không có cái tố chất, đặc điểm cơ bản nhất á, là nó có tinh thần cầu tiến. Còn cái chuyện mà nó muốn thể hiện bản thân là giỏi giang hay này kia khiến cho người ta ghét là có nha. Nếu mà đúng ra một người mà đi làm công bình thường á, mà muốn thể hiện mình thì cũng được, nhưng mà tùy theo môi trường. Tại vì ở Việt Nam mình mà người ta thấy mình thể hiện quá là họ nghĩ là mình có vẻ gì đó hách dịch, người ta không chơi với mình. À thì đơn giản là vậy thôi, mấy đứa đây nó ghét, nó không chơi, nó tố cáo là chị cũng bó tay liền. Nhưng mà vì cái ông bạn đó đó ông nói là anh nghe Huyền, anh đoán được em đã nói chuyện như vậy rồi thì anh đồng ý, nghĩa là sẽ có những người này người kia nhưng mà không ai hiểu được cái công việc của mình đang làm là quan trọng nhất gì. Là những chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá năng lực làm việc của một người lao động dựa trên cái tiêu chí gì, nó hoàn thành công việc, nó có đảm đương công việc mà mình đã giao cho nó không, trách nhiệm nghề nghiệp nó tới đâu. Và đặc điểm quan trọng nhất là vẫn vẫn là chị hay nói đó, đạo đức trước sau, đừng có mà không có hiểu biết rồi cư xử không có văn minh nơi làm việc cũng là một cái điều kiện tiên quyết của chị đề ra. Bất cứ các bạn nhân viên nào mà chị có nhận vô làm việc ở đây, dĩ nhiên các bạn học bếp của chị có đến 4 đứa toàn là nhân viên là từ lớp bếp với lại khách hàng của chị đưa vô công ty chị đi làm mà. Chị không có đi sâu rồi đi sát vào cái chuyện đánh giá con người, nhưng mà tại vì cái điều mà em hỏi chị là tiêu chí thì chị nói đó, đạo đức phẩm chất con người mà để cho một cái ông chủ một cái doanh nghiệp ở nước ngoài họ chịu nhận người, là họ đánh giá cho năng lực làm việc, họ hỏi chị thằng này nó có được người không hả Huyền, tại vì anh sẽ dạy thêm nghề cho nó ở Úc, cho nên anh chỉ cần nó không có phải là cái thằng liếng láo, nó không có biết chuyện trong công việc và nó không chịu tập trung công việc, nó không có chăm chỉ thôi. Còn nếu như mà em nói là nó có tố chất, nó cũng chăm chỉ, biết sao không, học xong là nó đi làm bếp, nó vô khách sạn Pullman nó làm, nó vô khách sạn Landmark 81 nó làm,
nó đi vô một cái tiệm bánh mì tươi nữa, nó làm bánh mì thật sự luôn, em biết không? Nó bỏ ra nửa năm, và mỗi ngày nó đi học về á, khuya 1-2 giờ sáng nó cùng post bánh bánh mì nó làm xong á, nó post lên trên cái Facebook, cái fanpage hoặc là Zalo của nó, để nó thử tay nghề của nó, luyện tập tay nghề của nó. Nó cứ làm đều đặn như vậy á, khiến mình cảm giác là thằng này nó chịu khó thật sự. À, trong khi đứa khác không, giờ giờ ngủ cho rồi khỏe re, tại sao mà cứ phải lu làm bánh cực chứ bà đi, mà rồi đợi bánh nở rồi men nở rồi bột nở rồi bắt đầu nướng chứ, để dở lỡ dở có làm tới 1-2 giờ sáng đi ngủ. Nó chơi cả nửa năm trời, đi qua hết khách sạn nhà hàng để làm miết, tiếng hồn nó quay qua công ty chị á, chị thấy ừ thôi giờ thằng này nó cũng có chịu khó mà nó cần việc, nó xin vậy nó đi làm công ty của chị nhận nó vô, nó giúp cho mấy đứa học sinh của chị. Cái người học sinh này của mình nó cần tiền, nó cần cái sự giúp đỡ, chẳng lẽ mình trong cái khả năng có thể giúp đỡ mình không giúp? Chị cũng sống tình cảm mà, tại tại mình không phải là cái người khó khăn để mà mình kiếm tiền trên cái việc giới thiệu việc làm. Chị nói với em gần đây là toàn là free, miễn phí giới thiệu việc làm không à. À, có một trường hợp khác nữa là nó giỏi nghề, thì không nói với anh Khương đây là nó không có giỏi nghề lắm đâu, nó mới học gần đây thôi, chỉ tại là nó chăm chỉ lắm, nó đi qua hết chỗ này chỗ kia, nó làm nghề, nó học nghề và nó chịu lăn xả lắm, nó chịu sẵn sàng với nghề nghiệp đó. Và nó tới văn phòng của chị á, từ lúc đầu nó không có tiền, chị cho nó nợ tiền, nó dần 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 á, và hai vợ chồng nó cứ cố gắng cố gắng cố gắng. Bạn hiểu được cái vị thế của mình, bạn hiểu được cái niềm đam mê công việc của mình cần phải có để mà sống được trong cái nghề đó. Còn không có những cái chuyện đó là không ai giúp. Thì đi ra nước ngoài thì nếu như bạn làm tốt hơn, chị cũng đã cảnh báo bạn trước rồi. Chị chỉ nói là qua kia đi làm là cho chăm chỉ, mức lương người ta có thể yêu cầu một ngày công giảm xuống cho họ. Rồi thế này kia em có đồng ý hay không, em có làm trong thời gian bao lâu em mới chịu không, nó kêu chịu hết, cái gì nó cũng yes hết. Rồi thì ông kia ông mới chịu nhận nha, và ông kia cũng nhận cả hai vợ chồng vô làm việc luôn, nghĩa là vợ cũng có việc mà chồng cũng có việc, chứ không nhận một người đó. Cả hai đứa mà đi qua mà lương theo cái mức mà ông ta tính là chị bảo đảm 2-3 tháng thôi là tụi nó em đẹp rồi, tại vì chi phí ông ta không có lấy, mà ông ta chỉ lấy cái phí luật sư, phí làm visa thôi, đâu có bao nhiêu tiền đó. Thì chị kể cho em nghe là câu chuyện những cái đơn vị bây giờ họ cần người á. Cách đây 2 ngày thằng Hùng nó cần việc, nó cũng hỏi chị cũng nhờ cái ông đó, nhưng mà ông đó ông kêu là bây giờ hiện tại anh không thể bảo lãnh một lúc hai ba đứa được, tại vì anh còn bà con của anh, vậy nhận thằng nhỏ ra cho Huyền trước, còn kia anh chưa. Thì bây giờ thằng đó nó không có chờ, nó kiếm chỗ khác. Cái tình cờ nó gọi điện, nó kêu thằng chủ là agent của em sẽ làm hồ sơ cho em, cho nên anh nói chuyện với chị agent giùm em cái, thì chị rất là giúp đỡ em. Thế là nó đưa điện thoại cho chị, cùng hỏi rằng cái nó lại là cái chỗ mà đang nhận thằng học sinh khác của mình đang làm bếp bên bển, quen nhau luôn. Thế là nó kêu vậy thằng này chị thấy đánh giá làm sao, kêu ừ thằng này nó cũng được tính, chị chỉ nói thằng được tính thôi, cái chị cũng chả biết là nó giỏi mức độ nào đâu. Nó hỏi chị bữa giờ chị nói chứ thì ra mày giỏi nghề không, mày giỏi nghề á chị mới đi kiếm chỗ cho mày làm, tại vì đi qua kia làm nghề thiệt á là không được, tao đuổi nó chưa. Nó kêu không, bữa giờ em không giỏi lắm đâu, tại vì khó khăn quá em phải đi làm kiếm tiền nữa. Trốn mình bữa giờ xong kêu thôi chị bây giờ em thi hoài cái anh không được, 47 điểm, thi hoài 47 điểm thôi, PT 47 mà thôi không lên được đâu, mà tiền của em cũng không có nữa, chị nghĩ cách giúp em với. Dòng tới dòng luôn, nó đi lên đi xuống, lên xuống 3-4 ngày vậy đó, là nó gọi điện chị kiếm được chỗ rồi chưa. Nó hỏi hoài đến nỗi mà phải kiếm cách mà hàng lần hàng lửa luôn, tại vì mình cũng chưa tìm ra chỗ mà hẹn ông kia rồi, ông kia để ông tìm. Sau đó thì nó nói dạ em kiếm được chỗ này rồi, chuyện nói chuyện giùm em. Thế gọi ra cuối cùng mà cái chỗ là quen, nhưng mà bởi vì thằng bé kia nó kêu con chưa xong hồ sơ, nên cô Huyền của nó là cô Huyền chưa đưa người khác vô trong đó đâu, để chừng nào hồ sơ sơ của con xong rồi cô Huyền mới giới thiệu người ta vô được. Cái người chủ đó họ đang mở rộng, họ rất là nhiều tiệm luôn, họ bảo lãnh được baker, bảo lãnh được cook, chef. Thì họ nói bây giờ em là thiệt sự với chị luôn nha, em cần người thật sự. Nếu mà người nào giỏi chị cứ giới thiệu cho em, nhưng mà lương em cũng vẫn chỉ chấp nhận mức lương ban đầu chừng 50 mấy ngàn thôi, chứ không thể nào trả hơn được. Kêu ừ đúng rồi, thực sự là bây giờ là tất cả ông chủ bà chủ nào cũng sẽ đề nghị mức lương đó, chứ họ không dám mức lương cao, đi qua là không nổi rồi, hoặc là tay nghề kỹ năng nghề nghiệp của người đó không thể nào so sánh với cái người giỏi nghề Úc được trả 70 ngàn được. Cái người Việt Nam mình mới qua là sức khỏe chưa có, chưa quen việc, mới học nghề chưa lâu mà đòi mức lương lên tới 70 ngàn, cũng như người mười mấy năm kinh nghiệm, 5-7 năm kinh nghiệm chi đó mà làm rất là năng lực, rất là chăm chỉ, cần cù, vừa năng suất vừa chăm chỉ vừa có kỹ thuật. Cái lượng bánh người ta có thể sản xuất được trong một ngày gấp 3-4 lần so với mình, thì làm sao bắt người ta trả lương những năng suất gấp 3 lần, mình mới có một lần một phần của một ba của thằng đó đó, mà mình lương 55 ngàn thì 70 ngàn thì có gì đâu mà suy nghĩ. Chị nói bây giờ nha, cái công việc bếp với lại bánh mì đó bây giờ nó rất là nhiều công VT bên Úc nó cần, chỉ cần học xong bằng cấp, học xong tiếng Anh, làm được thẩm định nghề rồi nha, bạn cứ thao hồn lên mạng một tìm một hồ ra đó đầy nhóc chóp đầy luôn. Nhưng mà bạn phải biết phỏng vấn và bạn phải làm sao để chứng minh được kỹ năng nghề nghiệp của mình, tại vì nó hỏi bạn có biết làm nghề không, bạn nói bạn không biết gì trên cái chỗ làm a tuyển hết trơn á, bạn phải lăn xả vô đi làm cái đó, bạn đi làm được, có biết được kiến thức. Nó hỏi món này món kia em biết làm, dạ yes hết, làm được hết thì người ta mới
Ủa tỷ cái đó đi qua lại hầu tụi nó sao? Đưa tụi nó đi qua xong rồi lại lại phải dạy nghề từ đầu. Ai đâu mà dạy nghề từ đầu? Vậy thì Mà do cái lúc bản lúc thân cái người lao động thôi. lúc qua Đúng rồi không? xong bị đuổi rồi xong rồi đi tìm không có công ty khác rồi ba chân bốn cẳng lo đi về ngăn lại là cũng chết nữa. Bởi vì Thì em không nói có không tuổi không mấy thì cũng lắm chuyển với visa du học em, thì dù qua Úc là rồi cũng không có về về Tân Nam được đâu, cũng sẽ chuyển visa du học rồi làng xèn nữa. thì tóm lại cái phần trả lời của chị là mấy bạn phải học, tập trung học, học cho nó đàng hoàng. Lăn xả lúc mà kêu mà đi thực tập á, thì phải đi thực tập cho đàng hoàng, chứ không phải thực tập bữa xong nghỉ nguyên tuần rồi thực tập thêm một hai bữa rồi nghỉ thêm tuần nữa, không được đâu. Mấy bạn phải lăn xả vô làm rồi coi như là cái tiệm đó là của các bạn á, các bạn phải mở cửa rồi xong rồi làm từ A tới Z luôn, rồi mình mới thấy được có các bạn có tâm, có nhiệt huyết vậy mình mới kiếm công ty giúp các bạn, hoặc là chịu hiền có bạn bè rồi giới thiệu cho các bạn. Chứ các bạn cứ giống kiểu lơ tơ mơ phất phơ, cà lơ phất phơ là không ai giúp các bạn được đâu. Bạn không chân thành là chắc chắn không ai giúp các bạn để các bạn có được cái tấm vé để đi Úc đâu Tại vì thực đó. sự là cái cơ hội đó là ngang nhau cho mọi người mà. Trong một lớp học 30 đứa, 40 đứa, chị nói là 20 bạn bán 20 bằng FO đi, thì sẽ có một số lượng các bạn là có kỹ năng nghề nghiệp hoặc là có người nhà bảo lãnh rồi. Còn lại những bạn sẽ đi định cư, sẽ có bạn đi du học, và có những bạn là người ta đi theo dạng lao động thôi, chứ người ta cũng lớn tuổi rồi. Ai cũng muốn giống nhau cả, là ai cũng nghĩ vậy, là làm sao mà để mình đi qua sớm nhất có thể được. Nhưng mà chi phí thì ai cũng muốn giảm xuống nữa. Chị không có lý do gì mà chị không muốn giúp. Nhưng mà gần đây á, thì chị thấy là rất là nhiều đơn vị họ họ tuyển dụng. Và nếu như các bạn nào năng nổ nhiệt tình á, chịu chịu học được bếp, chịu làm được bếp ở bên nước ngoài, và phải nói là nó thiệt là tâm cam tâm tình nguyện nha, chứ không có thể nào mà ép buộc, tại vì mình đi vì mình chứ không đi vì người khác, thì mới chịu khó. Đi học mà cứ nghĩ là cô ép cô Huyền, ép cô đi thực tập này, ép cô thực tập. Bữa vậy chị nói em biết cho chị kêu đi thực tập nha, cái đám bé của chị nó cứ lần lửa hạng tới hạng luôn biết thôi. Nó kêu là từ từ để em học tiếng Anh xong đó nè, rồi em làm này em kia xong cái gì em làm hết rồi em mới nghĩ chuyện đi thực tập. Trong khi học xong là muốn đi nước ngoài sớm mà nó cứ hẹn lần lửa biết gì đó. Nó giống y là cái việc đi học đó là cho chị vậy đó, học xong rồi đi làm nghề có kỹ năng nghề nghiệp để người ta bảo lãnh mình để thi thẩm định nghề cho dễ đó. Cái gì kia dân tình cứ ngồi đó mà chờ, kêu từ từ qua tháng sau nữa em rảnh rồi em mới. Dĩ nhiên người ta Mấy cũng bạn còn cơm áo gạo tiền, nhưng mà cái chuyện rồi cơm áo gạo tiền các bạn cũng phải sắp xếp ưu tiên, nếu mà không thì từ từ đi. nhất là mấy bạn nó không chịu lăn xả thì cái cơ hội nó sẽ cho mấy bạn còn lại. Cái thứ hai mà các bạn nghĩ tới cơm áo gạo tiền á, thì bây giờ các bạn sẽ bị mất một cơ hội. Ví dụ thay vì bây giờ tháng 11, tháng 12 các bạn qua Úc thì bạn kiếm được tiền liền, còn thôi là các bạn cứ đợi 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 cho tới tháng 6, tháng 7 năm sau mất hết 6 tháng. 6 tháng đó người ta kiếm được vài chục ngàn rồi, và người ta không phải chỉ có kiếm tiền không để người ta trả nợ lại cái số tiền người ta học đi, và người ta có cái sự trải nghiệm và người ta có được là cái sự tự tin của họ khi mà họ làm việc trên nước Úc, và cái cơ hội để cho người ta có thể mở rộng cái mối quan hệ và người ta có thể kiếm thêm một nguồn thu nhập khác nữa ngoài cái việc họ đi làm bếp hoặc làm bánh, và họ còn có thể có mối quan hệ người này người kia, người ta giới thiệu cái cơ hội khác nữa đến với họ nữa. Họ mất hết cơ hội đó rồi. Chị thấy em nói những cái đó chị thấy hợp lý Đúng không? rồi, đúng rồi, cái đó hoàn toàn chính xác. Nếu như mà các bạn nào mà đã nắm bắt cơ hội, mình muốn đi nước ngoài mình phải tập trung tiền bạc, vì chi phí đi học bằng cấp nghề của Úc cũng không có rẻ. Chỉ nói là rẻ hơn nhiều so học ở Úc thôi, và tiết kiệm thời gian thôi, chứ nó không thể nói là một khoản tiền rẻ nhỏ so với cái thời điểm hiện tại. Ở các trường Việt Nam nó đào tạo nghề thì số tiền nó cũng không còn đáng kể nữa, trước đây thì thấy nó nhiều. Còn bây giờ cái tiền đại học trường nào cũng lên tới 70-80 triệu một năm, mà bỏ 2 năm, 3 năm, 4 năm rồi có khi ra trường chẳng làm được cái gì, thì mình dồn 100 mấy chục triệu để mình học bằng nghề, làm thẩm định nghề được, chị thấy cũng đâu có mắc đâu, đúng không? Chị bỏ ra chừng 2 năm học phí của một cái trường đại học, trong khi học đại học ở đây ví dụ khi chả làm được cái vấn đề gì cả, thì có thể dồn vô trong trình trình học nghề đó của chúng ta, để mà ra trường xong rồi lại sắp xếp đi một cái visa có khả năng làm việc được. Chị cũng không nói là 100% 482 là phi này kia đâu, ngang hầu hết khách hàng của chị á, chị đã đưa ra 2 chương trình hẳn hoi. Một là bạn có nghề định cư thông qua lao động 482 và 186, còn không bạn đi 491 cho nó chắc chắn, bằng qua kia bạn không có bị gặp cái tình trạng là tay nghề không vững cái này kia chủ đuổi rồi nọ, ráng học tiếng Anh lên. Còn những cái đối tượng còn lại mà thứ nhất tay nghề cũng không giỏi mà cũng không muốn quá cực thì phải chấp nhận bỏ tiền ra để mua job đi. Còn cái chuyện mà đi xin lao động mà hiện tại 482 để mà công ty Úc bảo lãnh, hầu như nó ràng buộc là 4 năm làm việc hết, cho nên có những thứ mà nó cũng đánh đổi đó, nghĩa là được chi phí rẻ hơn khi mình đi ban đầu, đi qua kia đi làm kiếm tiền trả, nhưng mà phải nhớ rằng là cái chi phí đó nó cũng khá là nhiều.
Tại vì mình không trả tiền chi phí bảo lãnh, nhưng bù lại cái chi phí mà mình phải nhất định phải trả cho thằng chủ á. Ngoài ngoài cái chuyện mà các bạn kiếm được tiền, ngoài cái chuyện mà các bạn có thể thêm một hai nguồn thu nhập, và ngoài cái chuyện là các bạn có thể sau này các bạn được mượn tiền để bạn mua nhà rồi nọ, thì có một cái nữa em muốn chị nói thêm cái này là ví dụ những các bạn mà nó các bạn mà có con cái luôn rồi đó, thì cái con cái đó của các bạn có được đi chung luôn trong một cái ví dụ như 482 hoặc là 491 làm hồ sơ chung rồi này nọ, nó có tốn phát sinh ra nhiều chi phí không? Trước Tất cả các visa đó đều được mang con cái theo, nhưng mà tùy theo vùng. Visa 491 thì tất cả các vùng đều học miễn phí cho con cái, 18 tuổi trở xuống thì là miễn phí hoàn toàn, còn 18 tuổi trở lên thì sẽ theo học phí của sinh viên trong nước. Thì cũng giống như em thì thôi, em có con thì con em dưới 18 thì được nhà nước cho toàn bộ tiền, còn con em trên 18 tuổi lúc đó nó phải vay tiền nhà nước để đi học và đóng theo sinh viên trong nước là giống như vậy đó. Còn cái visa lao động á thì có những vùng là nó miễn phí hoàn toàn, có những vùng thì nó không phải miễn phí mà nó sẽ phải yêu cầu đóng tiền thêm. Ví dụ Victoria, Queensland, Nam Úc là những vùng miễn phí hoàn toàn. Thằng Tây Úc là nó yêu cầu đóng một năm 4.000 cho một hộ. Sydney, New South Wales nó yêu cầu mỗi người là 4.000, mỗi đứa học sinh là một đứa con của mình là đóng một phí một năm 4.000. Đó là cái trường công lập đó nha. Còn trường tư thục thì trong nước học cũng đóng một phí, thì trong nước ngoài cũng đóng một phí nha. Chỉ có chênh lệch dành sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước thì nó khác nhau, chênh nhau khoảng gấp đôi hoặc gấp ba gì đó. Thì nó nếu muốn học tư thục thì cũng có thể lựa chọn. Thì nếu trong trường hợp mà đem con cái theo thì đó thì nó chỉ có lựa vùng thôi. Còn nếu mà đi với 491 thì hoàn toàn là những đứa con của mình đã được theo chính sách trong nước rồi. Nếu vậy thì quá tốt rồi, các bạn cứ nghĩ ai cũng nói là đi qua đây cho con cái mà, thì con cái được đi rồi đó, thì các bạn phải cố gắng thêm chút xíu nữa, cho cố gắng học tiếng Anh. Em thấy bây giờ ví dụ như bạn nào mà có gia đình rồi hoặc là hai vợ chồng mà chưa có con nó, thì cố gắng trong giai đoạn này là cái người còn lại phải hy sinh cố gắng làm việc rồi xong để cho một người tập trung học tiếng Anh để mà xong hết giấy tờ rồi đi thôi. Còn không thôi thì hai người giống như nãy trường hợp chị nói, mấy bạn đó là hai vợ chồng đi qua đây có job offer hết, làm hai đầu lương luôn, quá sướng rồi. Còn gì nữa, chưa có con nữa, hai đầu lương luôn là quá tuyệt vời rồi. Thì mình nghĩ là trong thời gian mà bạn học ở Việt Nam, cố gắng bằng cấp học ở trung tâm, cố gắng để mà lăn xả vô học hết ga hết sức luôn, rồi để mà qua đây nhanh chóng để có được cái người ta bảo lãnh các bạn đi, hoặc là cái tiểu bang nó bảo lãnh để các bạn có được cái tấm vé đi Úc sớm nhất, rồi bạn và gia đình sớm có mặt ở nước Úc để tận hưởng cái cuộc sống mới. Em cảm ơn chị. Rồi, chào mừng.